Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký tài khoản trên hệ thống dịch vụ công. Hiện nay có một số thủ tục là các bạn sẽ phải thực hiện khai trên cái hệ thống dịch vụ công này. Để mà vào được cái hệ thống dịch vụ công, các bạn sẽ vào cái trang web như sau: bus.custom.gov.vn. Đây là cái địa chỉ website, sau đó các bạn bấm Enter thì các bạn sẽ vào được cái website như thế này. Thì các bạn có thể thấy là ở đây là danh sách các thủ tục này, nó có khoảng là hiện nay là có 41 cái thủ tục này, 41 cái thủ tục mà các bạn sẽ thực hiện để khai trên cái hệ thống dịch vụ công này. Mình lấy một vài cái thủ tục mà các bạn sẽ hay gặp, ví dụ như là cái thủ tục đó là hủy tờ khai hải quan này. Thì các doanh nghiệp của mình sẽ rất là hay gặp cái trường hợp này, hủy tờ khai hải quan. Hoặc là khai bổ sung hồ sơ khai thuế hay khai bổ sung hồ sơ, đó là một số cái thủ tục. Thì các bạn có thể xem trên đây 41 cái thủ tục đó, thì trường hợp mà khi nào mình rơi vào các cái trường hợp đó thì mình sẽ thực hiện trên hệ thống dịch vụ công này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách đăng ký cái tài khoản. Thì để đăng ký, để mà làm được trên cái hệ thống dịch vụ công, các bạn phải có một cái tài khoản. Thì làm sao để đăng ký đây, thì các bạn sẽ thấy trên cái thanh menu này có cái chữ là hướng dẫn đăng ký, các bạn nhấn vô đây, hướng dẫn đăng ký. Rồi sau đó các bạn bấm vô là đăng ký tài khoản. Rồi nó sẽ hiện ra cái thông tin cho các bạn. Rồi đây là ở chỗ mà đăng ký, các bạn thấy là đăng ký tài khoản cho doanh nghiệp đây. Đây là cái chỗ để nếu mà trường hợp các bạn là doanh nghiệp thì các bạn để nhập cái thông tin trong này. Còn nếu trường hợp các bạn là công dân, là cá nhân thì các bạn sẽ bấm vô chữ công nhân đây. Đó. Rồi, doanh nghiệp thì mình bấm vô chữ doanh nghiệp. Rồi thì ở đây thì các bạn điền đầy đủ các thông tin, ví dụ như tên doanh nghiệp này, mã số thuế này, tên viết tắt này. Thì các bạn thấy những cái tiêu chí nào mà có cái dấu sao nhỏ nhỏ phía trước á, thì đó là những tiêu chí bắt buộc phải nhập. Rồi tên người đại diện, chức vụ người đại diện này, rồi địa chỉ, tỉnh, thành phố, quận, huyện, email đăng nhập. Các bạn lưu ý này, cái email này chính là cái để mà các bạn đăng nhập được cái hệ thống dịch vụ công. Cho nên các bạn phải gõ cái địa chỉ email chính xác của mình để nhận được một cái mail xác thực, cho nên các bạn phải gọi chính xác cái email. Rồi số điện thoại, mật khẩu, đây là mật khẩu để mà các bạn đăng nhập, cho nên cũng là các bạn phải gọi cẩn thận. Rồi nhập lại cái mật khẩu đó, sau đó nhập tiếp cái mã xác nhận. Rồi sau đó bấm tích vô là đăng ký nhận thông báo quan trọng từ Tổng cục Hải quan. Rồi tích vô là đồng ý với các điều khoản. Rồi sau đó nhấn đăng ký. Thì lúc này sau khi mình nhấn nút đăng ký xong á, thì hệ thống sẽ tự động gửi cho các bạn một cái email. Và vô cái mail này của các bạn, cái mail thì sau đó các bạn sẽ thực hiện vô cái mail của mình, sau đó sẽ có một cái đường link xác nhận. Các bạn chỉ việc kích vô cái đường link đó, như vậy là các bạn đã hoàn thành xong cái việc đăng ký. Thì sau khi đăng ký xong thì hệ thống sẽ cho bạn, tức là cho bạn một cái email trong cái tài khoản, một cái tài khoản trong cái email mà hệ thống gửi về cho các bạn. Thì lúc này sau khi mà xác thực xong thì các bạn sẽ vào cái chỗ là đăng nhập đây. Các bạn sẽ thực hiện gõ tên đăng nhập chính là cái email của các bạn và mật khẩu lúc mà bạn đăng ký, gõ vào, sau đó tích vô là sử dụng tài khoản cổng thông tin hải quan, tên đăng nhập email, rồi sau đó gõ cái mã xác thực FNR. Đây mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn xem một cái nha. Rồi sau đó mình nhấn nút đăng nhập. Rồi như thế này là mình đã đăng nhập thành công. Rồi trường hợp thứ hai, nếu mà các bạn không đăng ký cái tài khoản thì các bạn có thể sử dụng luôn cái tài khoản VNAT, cái tài khoản mà các bạn lúc mà đăng nhập vô cái hệ thống VNAT ấy. Đây trang web lúc mà bạn đăng nhập vô cái hệ thống đăng ký người sử dụng VNAT này, chỗ đăng nhập. Lúc mà các bạn đăng nhập, bạn dùng cái tài khoản chỗ này để đăng nhập á, thì các bạn có thể sử dụng luôn cái tài khoản đó để đăng nhập chỗ này. Thì khi mà sử dụng luôn cái tài khoản đó thì các bạn sẽ tích vô là sử dụng tài khoản hệ thống VNAT Basic. Rồi dưới này cũng sẽ nhập cái mã xác thực, rồi bấm đăng nhập. Đó, như vậy là xong. Thì video này thì mình sẽ chỉ hướng dẫn cho các bạn là cách đăng ký tài khoản của hệ thống dịch vụ công một cửa, hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
Ở video sau thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn một số bước cơ bản để mà các bạn thực hiện cái trong cái hệ thống dịch vụ công đó. Rồi xin chào các bạn, chúc các bạn thành công.